Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Tập 5: Phương tiện gần gũi công phu. Kính thầy tôn kính cùng quý huynh đệ hữu thân, có nhiều bạn hỏi con cảm giác an lạc nó như thế nào, cách làm thế nào để có và giữ nó lâu dài. Nương nơi pháp của thầy và ứng dụng của con cùng các tỷ muội, con xin tỏ tường để huynh đệ tham khảo ạ. 1. Chấp vào từ một từ. Vì khuyến hóa và muốn mọi người tu chất lượng không chấp vào số lượng, nên thầy bày phương tiện, tu ít cũng được miễn là an lạc. Thậm chí mỗi ngày chỉ đọc một biến chú Lăng Nghiêm và niệm vài chuỗi rồi báo cáo, hôm nay con tu an lạc ạ. Như thế chưa phải là an lạc phải không ạ? Mà vì vọng tưởng chưa kịp đến thăm nên nhầm đó là an lạc thôi. Huynh đệ đừng nhầm tưởng như mình trước đây nhé. 2. Vậy an lạc đúng nghĩa là gì? Là hàng ngày điều phục được tập khí và buông xả pháp thế gian. Lòng tự tại an vui, tham sân si giảm mỗi ngày. Sau một thời gian tu đúng đường theo pháp, khi công phu tự điều phục được vọng tưởng, cung kính và nhiếp tâm. Mỗi ngày nghe pháp giác ngộ ra, bổ sung vào trong đời và đạo được nhiều lợi ích, giúp được nhiều người an lạc. An lạc vì mỗi ngày sống có ý nghĩa, giúp ích được cho nhiều người. 3. Làm thế nào để thường an lạc? Khi con xem phim Kinh Địa Tạng, con thấy họ khổ cùng cực, nên con đặt mục tiêu, mình của ngày hôm nay phải hơn mình của ngày hôm qua. Con luôn nhắc bản thân một câu, mình an lạc chúng sinh mới an lạc. Vì sao? Ví như, con hoan hỷ cho thì họ sẽ hoan hỷ nhận. Chúng con thật may mắn khi được thầy ban cho nguyên liệu và công thức. Huynh đệ tỉ muội mình tùy ý thêm gia vị để có món ăn hoàn chỉnh nhé. Con kính xin đa tạ Phật Pháp Tăng. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Om Ha 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 Om Sam Mô Ni So Ha.